Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục unit 55 nha các bạn. Phần photon tiếp tục. A. The vessel on the picture is a fishing boat. Cái tàu này là tàu câu cá, sai. B. Tàu tàu quân sự. It looks like it's about to rain. Dường như đang mưa. C. Some of the mountains have snow on them. Một vài ngọn núi thì có tuyết. D. The cruise ship appears docked in a tropical location. Dường như là nó ở khu vực tropical, tức là khu vực nhiệt đới các bạn. Nhiệt đới là nó sẽ không có tuyết đâu ạ. Câu D thì nó cũng không đúng. Câu C thì chắc ăn rồi. Một vài ngọn núi thì thấy có tuyết trên đó. The cruise ship appears docked in a tropical, tức là một cái khu vực nhiệt đới. Tropical là nhiệt đới. A. All the hikers are tied together. Tất cả mọi người này đều tie là buộc dây, nối lại, gắn kết với nhau các bạn. Thì hợp lý ha các bạn. Đây có bốn người, người nào cũng có sợi dây hết. B. The person closest to the camera is not wearing a backpack. Nói ông gần camera nhất thì không có đeo cái backpack. C. You can see the shadows of all the hikers. Bạn có thể nhìn thấy bóng của tất cả những người trượt tuyết này. Sai ha, ông này D. Không có bóng. There are many trees on top of the mountains. Có rất là nhiều cây ở trên đỉnh những ngọn núi. Câu A là chính xác nhất. Bạn có thể nhìn thấy bóng của tất cả những người đi tuyết này. A. All the boats are involved in a race. Tất cả những chiếc tàu thì được sắp xếp theo hàng. Chấm hỏi ha, B. Con này không nghe rõ lắm. The person's right arm is bent. Cái tay phải của cái người đàn ông này thì đang cong lại. Điểm này sai ha, tay trái C. cong. There are no sailboats in the picture. Không có cái hình, không có cái tàu đi biển nào. D. Không có. Sailboat tức là bơm các bạn, sailboat đó. Là thuyền, bơm thuyền trong hình. It appears to be a bright sunny day. Bright sunny day, câu này chính xác nhất. Nó giống như là một ngày mà đầy nắng mà đẹp các bạn. Thì câu D là chính xác nhất luôn á. Bright sunny day. There no sailboat. À sailboat, sailboat tức là thuyền có cánh bườm các bạn. Sail, sail là cánh bườm, boat là thuyền. Ở trong hình thì tất cả những cái thuyền này đa phần là có cánh bườm hết, mà nó chưa có giăng lên thôi. Tiếp luôn anh em ơi. A. There is a large stack of firewood in the picture. B. Có một cái cây củi rất là lớn ở trong cái hình này. Sai nha, cái này nhỏ thôi. B. The person is using both hands to hold the axe. Chính xác ha. Cái người này thì đang cầm hai tay ở trên cái cây búa này. D. The picnic table is green in color. Cái này nè là màu xanh lá cây. D. The person is wearing protective blue boots. Thằng này đang mặc một cái protective blue boot, chắc là một cái giày á, giày boot á, một đôi ủng á các bạn, một đôi ủng mà nó ấy á, nghiêng về câu B nhiều hơn ha. Protective blue boot, boot là đôi ủng á, thì đôi không phải đôi ủng, ủng là vớ hả, boot là cái đôi dài dài kiểu ấy. A. You can clearly see two white signs in the picture. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là two white signs, một cái gì đó. White là màu trắng, sign là chắc là hai bên của cái hình này. Chấm hỏi ha, có thể đúng á. B. The shadows on the bridge are from storm clouds. Những cái bóng ở trên cái tàu, ở trên cái cầu này là từ storm cloud. Storm là bão, cloud là mây, mây đen các bạn. Sai ha. C. There is a train going under the bridge. Có một xe lửa đang đi D. dưới tàu. The vehicle crossing the bridge is an automobile. Automobile. Câu này thì mình chấm hỏi thôi. Câu này thì chấm hỏi nó là chiếc xe này nè, là một chiếc automobile. Automobile là xe máy tự động. Thì chắc là như vậy. Câu này là bạn có thể thấy rất là rõ, clearly thì tôi không biết lắm, chắc là hai cái tấm biển ở bên đường á, clearly chắc hai tấm biển bên đường á, bạn có thể nhìn thấy tấm biển trắng hai bên đường. Tôi nghiêng về câu D nhiều hơn, cái này chắc là mobi, nó không phải là một chiếc mô tô rõ ràng. Automobile, bạn có thể nhìn thấy hai cái white sign
Two white sign in the picture. Đúng rồi, tôi đoán đúng quá. Bạn có thể nhìn thấy hai tấm biển. Mà anh này nó nói là bạn có thể thấy clearly, clearly see đó, nhìn thấy rõ ràng mà ta. Cái này hai này nó nhìn mờ quá. Two white sign in the picture. Còn này là vehicle crossing the bridge in an automobile. Automobile. Bây giờ tôi sẽ mở cái ấy qua ha. Tôi mở Automobile đúng không? Rồi, chờ xíu. Oh, automobile là xe các bạn ơi. Automobile là mấy xe hơi rồi, không phải là xe hơi tự động các bạn. Automobile là xe hơi tự động. Đây, bậy quá. Thì câu đó automobile là sai rồi. A. Mình biết được the cái man thành. And lady seem to be standing in a park. Hai này dường như là đang đứng trong công viên. B. The couple appear to be very cold. Hai cặp này trong cái cặp này trông rất là khôn là lạnh. C. The lady is holding a drink. Bà này đang cầm một ly nước. D. The man is wearing a watch. Ông này đang đeo một cái đồng hồ. Câu C nha. Câu C. Holding a ring. Quá dễ, câu đó dễ. A. Most of the trains are blue in color. Hầu hết tất cả những cái train, tức là những tàu lửa hả? Train mà. Train chắc là những cái mà vận chuyển nè. Đều có màu xanh dương. Sai nha. B. You can see five engines pulling the trains. Bạn có thể nhìn thấy năm cái bộ máy đang kéo pulling là đang kéo xe lửa. Tôi cũng chấm hỏi luôn. C. Năm cái đầu máy. The train tracks are next to a river. Cái đường ray xe lửa thì kế bên cái river. D. There are only two cars driving on the street. Chỉ có hai chiếc xe đang lái ở trên tàu, ở trên đường thôi. Chính xác luôn á. Mấy cái kia nó sai hết các bạn. Câu nó bạn có thể nhìn thấy năm cái bộ máy đang kéo ha, tức là năm đầu tàu xe lửa. Hầu hết những xe lửa đều có màu xanh dương. Cái đường này thì kế bên con sông, hoàn toàn sai hết các bạn. A. There is only one person wearing a white hat. Chỉ có một người đội nón trắng. B. The person closest to the camera is wearing a blue jacket. Ông này đang mặc áo màu xanh dương. C. The horses appear to be running. Những con ngựa dường như D, đang chạy. The hillside looks like it's full of rocks. Cái ngọn đồi á thì đầy đá, full of rock, full of là full hết luôn á, đầy đủ á. Rock. Rock là những hòn đá các bạn. Full of rock, những hòn đá. A. Trâu cày thuê. The ox is pulling a cart. The ox is pulling a cart. Tức là pulling là đang kéo. The ox không phải biết phải con trâu không á. Con trâu đang đẩy cái ox hả? Đang đẩy cái ox hả? Chấm hỏi ha. B. The person appears to be water skiing. Cái ông này á thì water ski tức là lướt 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 nước các bạn. Water ski, ski là lướt ván, ở lướt tuyết á. Thì water ski là lướt nước các bạn. C. The water seems very muddy. Nước thì trông rất là bùng. Muddy là rất là bùng lầy. The animal does not have horns. Cái con vật này không có horn là không có sừng. Sai. Con trâu là phải có sừng. The water seems very muddy. A. The two people in the picture are fishing. Hai người này đang câu cá. B. The crop they are working on looks like corn. Giống như họ đang trồng bắp. Cái câu đó là họ đang trồng một cánh đồng bắp. C. The workers are up to their waist in water. Up to their waist in water là cái gì đó ở trong nước các bạn. Chấm hỏi ha. D. Chắc là quần. One of the workers is wearing a purple shirt. Câu D chính xác. Một trong những người làm việc này nè thì đang mặc một cái purple shirt, tức là một cái áo mà màu hồng, thì câu D là hợp lý nhất luôn á, màu hồng. Purple shirt. Những người làm việc, người công nhân. Up to their waist in water.
up to the waist. Up to the waist. À, cái waist là gì ta? Cái eo các bạn, cái eo, eo là trên này, không phải. Rồi, trên này, không phải. Rồi, ok, chào các bạn.